Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức làm bún tươi tại nhà cho các bạn xem nó dễ như thế nào nhé. Đây là tất cả thành phần để mình làm nên bún ngày hôm nay. À, đầu tiên là mình có 180g bột gạo, 20g bột năng. 200 ml nước lạnh, 2 muỗng dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối và 2 miếng chanh. Và đây là cái khuôn để chúng ta ép bún, mình sẽ lựa cái khuôn, cái 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 lỗ nhỏ nhất trong cái khuôn cái khuôn ép này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu pha bột. Đầu tiên mình sẽ cho 180g bột gạo vào Sau đó mình sẽ cho 20 g bột năng. Mình cho một muỗng cà phê muối. Hai muỗng canh dầu ăn. Mình để dầu ăn để khi mà cái cọng bún mình làm xong á nó sẽ mướt mịn nha các bạn, trong bóng lên. Cọng bún rất là ngon và đây là một miếng chanh chúng ta cho vào để làm cho bún nó dai nha các bạn và sau đó mình sẽ cho là 200 ml lít nước lạnh vào mình phấy lên phải từ từ cho bột nó tan ra hết Ừ, bây giờ bột nó đã uh, bắt đầu tan rồi thì chúng ta sẽ đem qua bỏ vào một cái chảo không dính uh, bắt lên bếp đây mình đã bắt lửa lên như thế này rồi mình sẽ uh, đổ bột vào mình đổ bột vào trong uh, cái chảo này trong thời gian đó thì bên cạnh mình sẽ bắt một cái nồi nước để cho nó sôi làm như thế mình sẽ tiết kiệm thời gian à, Đỡ mất công mình làm bột xong đó mình phải đợi cái kia nó sôi lên nữa Lúc đầu chúng ta sẽ cho lửa lớn lên Và khi cái chảo nó đã nóng thì mình sẽ hạ lửa trung bình Và mình cứ việc mình đảo đều như thế này Mình đảo cho cái bột nó nó chín lên, nó không có dính tay Cái gì mình chà chà trên cái chảo như thế này nha các bạn Mình à, làm bún tại nhà Thì nó sẽ an toàn thực phẩm Giống như các bạn ở ở nhà mà bắt chợt Mình muốn ăn cái món nào có bún Mà không có đi chợ mua được á, Thì mình có thể là vào bếp và làm ngay được một mẻ bún tươi rất là ngon đảm bảo vệ sinh an toàn mình đảm bảo với các bạn là làm theo công thức của mình các bạn sẽ làm một trăm phần trăm ai cũng có thể làm được hết á nào mình mình đảo lên như thế này cho bột nó chín lên và nó không còn dính dính tay nữa Ừ, bột nó đã đần được rồi đó bây giờ mình tắt bếp và mình sẽ nhồi nó một chút xíu mình sẽ nhồi cho nó dẻo lên cục bột nha các bạn rồi bây giờ cái bột hôm mình sau khi mình nhồi xong á mình chia ra được hai cục để mình ép được hai hai lần nha tại cái khuôn ép mình nó nhỏ nha sau đó mình sẽ nồi nước sôi lên như thế này, mình sẽ cho một miếng chanh vào. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cục bột vào trong cái khuôn để mình ép ra bún nha. Mình sẽ bỏ nước không có quá cao, khoảng khoảng cách khoảng 5 6 cm gì đó để chúng ta ép xuống. Lúc đầu thì mình ép vô thì nó hơi cứng, từ từ nó mới mềm, mình... mình sẽ ép dễ dàng hơn nha các bạn. Đó, và các bạn thấy các cọng bún nó xuống không? nó xuống từ từ như thế đó, nó, nhìn mấy con bún hấp dẫn không? mình sẽ ép như thế này và mình nấu khi mà cái cọng bún mình thấy nó nó sôi mà nó nổi lên mặt nước đó, thì lúc đó bún đã chín rồi và lúc đó mình sẽ vớt nó ra nha các bạn đó, mình vũ vũ thôi mình lấy cái dao mình gạt ngang cũng được nữa Bún nó sẽ rớt xuống Các bạn thấy có dễ không? Ừ, mình đảo nó lên Mình hạ lửa nhỏ thôi Nước nó sẽ sôi và tràn ra ngoài nha các bạn Bây giờ mình sẽ lấy một cái thao nước lạnh mình sẽ vớt bún và bỏ vào cái thau này ừ, bún nó đã bắt đầu nổi lên rồi đó nó, nó đã chín rồi bây giờ mình sẽ lấy cái vợt và mình vớt nó ra nha mình vớt nó ra và mình bỏ vào thao nước uh, thao nước kế bên nó búng sau khi mình bỏ vào nước lạnh như thế này và đây là mình làm tiếp cái cục bột thứ hai nha các bạn lúc đầu mới bỏ vào thì nó hơi cứng và mình ép thì nó sẽ từ từ xuống nó nó chảy xuống như thế đó làm theo công thức này sau khi cộng bún chúng ta thu được nó rất là bóng và dai ăn rất là ngon wow Đó, nó nó chảy xuống như thế à, chúng ta lắc lắc cho nó xuống nó không xuống thì chúng ta lấy cái dao chúng ta gạt ngang là nó sẽ xuống hết chưa ngày xưa mình đi lại cái cái chỗ mà người ta cái hẳn bún người ta làm ở dưới quê đó. thì mình nhớ là người ta sẽ bỏ vào một cái khuôn ép ờ, rồi người ta có cái tay dài cái người ta ở trên người ta đẩy xuống nguyên một cái nồi nước sôi rất là lớn sau đó khi ép xong đó, thì họ sẽ lấy một cái cây tre mỏng gì đó họ gạt ngang họ gạt ngang xong rồi họ lấy một cái đũa bự đó. họ dạo ở trong cái nồi bún rồi sau đó họ sẽ vớt ra một cái thao nước lạnh và họ sẽ sắp bún lại bỏ vào một cái cái đó là cái rổ rổ che mà thiệt là bự họ sắp thiệt là bỏ vào đó xong rồi họ sẽ đem ra chợ họ bán à bây giờ sau khi bún mình bỏ vào một cái thao này như thế này và mình sẽ chuẩn bị một cái thao khác nữa mình sẽ bỏ vài viên, viên đá vào cho nó lạnh À, mình sẽ dớt bún bên cái thau này mình bỏ vào cái thau nước đá lạnh đó để cho bún nó à, dai giòn hơn nha các bạn. Lúc bên đây thì nó sẽ mềm, nó chưa có săn cái cọng bún lại. Mình sẽ bỏ vào nước lạnh bên đây kế bên. Đó, mình sẽ trụng qua một lần nước lạnh nước đá như thế. Cọng bún của chúng ta nó sẽ rất là dai. Đó. À và bây giờ mình sẽ dớt ra dĩa nha các bạn mà các bạn thấy còn bún không rất là đẹp trong mà rất là đẹp và đây là dĩa bún sau khi mình làm à, nãy giờ khoảng 15 phút thôi đã được một dĩa bún rất là ngon tươi như thế này rất là an toàn thực phẩm phải không các bạn bây giờ à, nếu như các bạn thấy thích cái công thức của mình làm như thế thì các bạn có thể làm theo mình